Với thông điệp ai cần hãy lấy, ai có hãy tặng, chỉ sau thời gian ngắn phát động, mô hình siêu thị đồng phục không đồng của trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, thành phố Hà Nội đã thu được những kết quả rất tích cực. Siêu thị đồng phục không đồng mở cửa 30 phút vào giờ tan trường, từ 16:30 đến 17:00. Các gian hàng của siêu thị không chỉ có đồng phục mùa hè mà có cả đồng phục mùa đông, áo khoác, đồng phục thể dục, có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều học sinh. Khi không có nhu cầu sử dụng, các em học sinh có thể mang quần áo của mình để góp vào siêu thị của nhà trường. Lãnh đạo nhà trường cho biết qua tìm hiểu thực tế, dù ở giữa nội thành, nhưng trường vẫn có rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Nhất là từ tháng 10/2022, học sinh của trường sẽ đi học nhờ tại 3 địa điểm khác trong thời gian xây dựng trường. Do vậy, để nhận diện và bảo đảm an toàn cho học sinh, các em phải mặc đồng phục vào tất cả các ngày trong tuần. Chỉ sau thời gian ngắn, toàn trường đã tiếp nhận được trên 1.300 chiếc áo, quần, đồng phục còn sử dụng tốt.